những sự biến chuyển thay đổi của cảnh hạ quân này nó rất nhanh chóng lắm, rất là nhanh chóng, rất là mau lẹ đối với chúng sanh. Tại nghiệp quả của chúng sanh đã kề một bên rồi, nên Đức Thầy cho biết là môn năm trời định khắc kỳ. Một khắc kỳ tức là hai tiếng đồng hồ, một khắc là hai tiếng. Ngạc ông thất thủ hạ bị khó tôn. Đó nên Ngài Bồ Tát này cho mới biết một đoạn này nè. Nếu trễ ác tam thành tất cả cơ biến thiên đã có định rồi, chỉ trong một phút, một hồi năm châu nhân loại đứng ngồi không yên. Ráng niệm Phật, ráng hiền tâm tánh. Ngài hai thời cứu kính bốn phương, đến chừng có đại quả ươm sẽ nhờ từ lực hộ đường thiết tha. Kính thưa quý vị, nên chúng ta đó nghe được lời lành là cái phước đức. Phước đức rất lớn. Quý vị biết rằng là ban tổ chức chúng tôi tổ chức đi đó là ba xe rồi các cái xe khác phối hợp nhau đi rất đông, mà ba xe chúng tôi là không có lấy tiền, rồi phải lo cho cô bác ăn uống việc này việc nọ, mà chỉ mong cầu cô bác để làm gì, để đi tu, để cô bác hưởng, chứ chúng tôi không có hưởng đâu. Mình tu mình hưởng, chứ có ai hưởng. Nên Ngài Bồ Tát cho biết một đoạn này nè. Như tôi cũng thể các người theo thầy học đạo lánh đời dối gian, nhờ đâu có được điển quang, bởi duyên kiếp trước mới toan bữa này. Chờ khi tớ được gặp thầy, đức thầy chúng ta về đó, tớ được gặp thầy mới tường thiệt giả rõ tay anh hào, mới biết Bồ Tát Thanh Sĩ là Bồ Tát thị hiện. Hỏi này đồng đạo đồng bào, ráng tu nhờ lấy chớ nào ép ai, người tu thì của người xài, chớ đây không có ép nài hoặc thêm. Người thành người quán cổ kim, không thành người chịu những điềm hung tai. Còn đức thầy cho biết là tu không tu cũng không ngồi thịnh, mặc tình ai trọng kính hay chê. Đâu phải chúng tôi kêu cô bác ăn chay niệm Phật chúng tôi hưởng đâu. Cô bác tu, cô bác được hưởng phước liền. Trong thời kỳ quý vị mà quay đầu hướng thiện thì có Phật trời gia hộ quý vị. Đó nên Ngài nói một đoạn này, Bồ Tát nói một đoạn này, Bồ Tát xịn nói một đoạn này nè. Hỏi đồng đạo lặng yên nghe kỹ, rồi in sâu tâm trí của mình. Bởi đời nay quá mỏng manh, gần ngày tiêu diệt, người lành ráng lo. Mặc dù phải gây go trắc trở, tức là việc nay nay dày mai khác, chiến tranh giặc giả nước thế giới cái gì mình thấy là làm gì. Nước ngập chỗ này bão bùng, thấy sự đau khổ nước ngập mà tên tới cái lầu cái gì biết là cỡ nào. Chữ biến đổi gây go trắc trở, nhưng tâm lòng cố chí đừng rơi, khó khăn khổ sở đừng bỏ đạo. Tin rằng có Phật có trời, lúc nào cũng vẫn độ người hiền. Hiền lương đó, độ người hiền lương đâu có độ người ác. Ông nói là chỉ những kẻ theo đường tà quấy, khó mong gì thoát lưới tạo công. Tạo công tức là lưới trời đó. Ngày kia phải chịu não nồng, quý vị mình thấy không? Chiến tranh giặc giả ở châu Âu, quý vị thấy không? Cho chỗ Liên Xô vô đến nào thắng. Ngày kia phải chịu não nồng, tìa tai nọ ách vô cùng thiết tha. Đó, như vậy thì quý vị mình thấy rằng là bệnh dịch như vừa xảy ra chỗ này chỗ nọ, ở thế giới quý vị thấy khổ chứ. Mà chúng ta không chịu. Nay phải ráng Di Đà thần niệm, bởi vì quý vị niệm Phật hồi sáng nên lòng tôi rất vui vẻ. Niệm thật, Phật tức là chúng ta một câu niệm Phật thôi là được giải 84.000 ức sanh tử trọng tội. Cái trọng tội của mình rất nhiều lắm, nhưng mà được niệm Phật được giảm được cái quả căn, quả những cái tội lỗi của mình. Nay phải ráng Di Đà thần niệm và luôn luôn hạnh kiểm giữ gìn, làm cho được sạch được thanh, ngày kia mới được may lành phủ che. May lành tức là may lành là hào quang của chư Phật. Hào quang chư Phật gọi mười phương đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Đạo pháp xem qua mình chớ gọi thường, tức mình phải tôn kính lời của đức thầy của chúng ta là một vị cổ Phật, chỉ dạy một câu là ý nghiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hào khôn. Khôn ngoan
Chứ nếu mà chúng ta không á, không niệm Phật, không làm lành thì chúng ta thấy rất là đau khổ. Khi mà quý vị cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành rồi, cái tâm quý vị rất an nhàn. Dầu nghiệp đến như cỡ nào đi nữa cũng được các ngài gia hộ mình, được long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Và nâng niu mình để ngài làm gì? Để ngài đó thầy trở về rước. Thầy mới khen đó, con khỏe ha con, vui vẻ ha con. Như vậy thầy chỉ gờ đầu mà tho đảnh kinh đảnh chán của chúng ta, tức là quý vị sẽ có hào quang. Mà Đức Thầy đã nói là kiến diện bậc chân sư tu hành mà đắc quả. Lúc đó hào quang bay. Tuy rằng bây giờ đó quý vị chưa có thấy, cũng như con heo đất mà chúng ta bỏ tiền vô hoài, mà tới Tết rồi chúng ta đập ra thì tiền nó ói thôi. Cũng như quý vị một ngày làm lành, một ngày làm lành cũng ăn chay niệm Phật thì cái phước nó vô lượng, đâu phải ít đâu. Nên sớm ngày, sáng ngày hôm sớm lo treo thì là qua phước được treo đầy nhà. Nhớ câu nhất cú di đà tâm vô biệt niệm, tức là quy tây. Tuy là ở chốn trần ai như trên cũ phẩm, tức là nơi cõi sen đó, liên đài có tên. Mãn phần thì được bước lên, đồng hàng chư Phật lâu bền ăn vui. Khắp nơi sen báo nặng mùi, thân sen nè, cho đến chỗ ngồi cũng sen. Bây giờ mình chưa có thân sen mà chưa có chỗ ngồi bằng sen. Có hào quang thay thế chân đèn, bây giờ mình nhờ đèn nhưng sao là hào quang khỏi có xe đèn. Thần thông thay thế tàu thuyền ngựa xe, sau này mình khỏi đi xe mà dùng thần thông mà đi. Cũng như Đức Thầy của chúng ta từ đây cực lạc đi trong nháy mắt hòa thôi. Phép màu khi muốn được nghe, chuyện chi khi muốn thì là có ngay. Không già, không chết, không phai. Như vậy thì bây giờ ở đây nó già như tôi nay 70 tuổi, mấy bà cụ nè. Hồi đó có lúc 18 tuổi đẹp, rất đẹp không? Năm nay bây giờ cái mặt nhăn rồi. Còm đi cái lưng khum mà đi cụm cụm mà. Đó anh thấy khổ không? Không người lao khổ, không ai luân hồi, không làm sao tả hết lời những điều màu nhiệm ở nơi cõi cõi này. Bây giờ ai chịu về cực lạc cõi tiên cho bà chàng pháo tay. Ai chịu theo năm chèo cho chàng pháo tay. Vậy là không ai chịu theo năm chèo hết. Quý vị nghe cho kỹ nha. Bây giờ chúng ta phải cương quyết một đời một đạo đến ngày chung thân. Chúng ta phải theo thầy cho đến hơi thở cuối cùng đó. Không bao giờ chúng ta bỏ rơi được giờ nào hết, lúc nào tâm của chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đó như vậy thì chúng ta mới đạt được cái mục đích cao siêu là trong tâm của chúng ta đã có Phật. Phật từ lâu rồi, nó có lâu rồi, nên Đức Thầy nhắc lại là gì? Hãy ráng tìm Phật cũ. Phật cũ là Phật của Phật tâm mình. Phật trong tâm ngày tháng có luôn. Phật trong tâm nếu người buông thì là người cũng mất luôn Phật ngoài. Nếu mà tâm mình không có làm lành ha, không ăn chay niệm Phật thì ông Phật cũng mất rồi. Mình ăn mặn, mình đi nhậu nhẹt ha, mình đi chơi bời việc này việc nọ ha, đi ra quánh mà số ha, hoặc là quánh bài tứ sắc mấy bà đó ha, thì đó Phật đi rồi. Phật tâm nội liên dây Phật ngoại, tức là tâm mình với Phật phải liên dây với Đức Thầy của chúng ta. Thầy là Phật ngoài, mình là Phật trong. Liên dây Phật ngoại, cái này thông tất cái kia thông, tâm mình thanh tịnh thì Phật đã thanh tịnh, mình thanh tịnh thì coi như mình đều biết được hết tất cả những cái việc đời, tất cả cái mái quyền diệu này chúng ta đều biết hết. Mà tại vì chúng ta không liên dây Phật ngoại, cái này thông tất cái kia thông, khác nào cái đập ngăn sông, đập khai thì nước ngoài trong liền hòa. Tại vì tâm của chúng ta là tâm chúng sanh, Phật là tâm Phật, nên chúng ta bị cái đập nó ngăn. Nhưng mà khi mà đập khai rồi thì tâm Phật với thầy của mình là Phật, mình cũng là Phật. Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc, chứ còn gì nữa, phải không? Rồi Ngài mới nói là khi dọn dẹp lòng ta trống trải,
tất nhiên là được thấy Phật ngay. Như trời gió thổi hết mây thì liền thấy được mặt mày cung trăng. Như vậy thì cái bình bị mây áo phủ che, thiên nhan hữu thủy, thiên nhan nguyệt, dạng lý do dân, dạng lý thiên, ngàn sông có nước thì trăng đều rọi, mà dạng dặm không mây thì thấy được trời. Như vậy thì mây áo nằm sao thấy được mặt trời. Khi mà gió thổi rồi đó thì mới được. Nè, cuộc đời như thể dần mây, cuộc đời mình như thể dần mây. Một khi gặp gió thì mây không còn. Như vậy thì cuộc đời mình mà khi nghiệp nó đến rồi thì không còn. Cuộc đời như thể dần mây cũng như, chứ cuộc đời cũng như một cái đám mây vậy thôi. Mà một khi gặp gió thì mây không còn. Sợ e đai thai biển đổi hòn, cuộc lập đời thượng cổ không còn mấy ai. Lập đời thượng cổ không còn mấy ai, kẻ hiền tồn tại ngày mai. Như vậy thì kẻ hiền tồn tại ngày mai. Chúng ta cuộc đời như thế dần mây, như vậy là chúng ta cuộc đời chúng ta cũng như một dần mây, mà khi gặp gió thì mây nó thổi hết trơn thì là mây không còn. Thì cuộc đời mình nghiệp nó tới rồi, chúng ta phải chịu quả. Khổ sở lắm, sợ lắm. Nè, kính thưa quý vị, thì qua lời sâu màu chỉ dạy của Đức Thầy và của Đức Thầy của chúng ta là một vị cổ Phật, còn Ngài Bồ Tát đệ tử của Đức Thầy là đệ tử trung thành của Đức Thầy của chúng ta là Ngài Bồ Tát Thanh Sĩ, tức là thì hiện trở lại là đã khi Thầy vắng mặt rồi, Ngài mới truyền cái giáo pháp của Đức Thầy của chúng ta. Mà Ngài đã nói một câu nói này nè, Ngài nói là ngày mai vinh diệu lắm người ơi, nơi chốn năm non quá tuyệt vời, rồng phụng nhẫn nhơ chân cảnh thượng, không còn lao nạn lắm trần dơi. Nên lời khuyên đây hãy tỉnh lòng để mà trao sửa cho xong phận mình. Lời khuyên đây nhủ hết tình, nếu không trao sửa thì mình khốn nguy. Nhủ lòng của đấng từ bi đem lời thầy tổ mà ra đi khuyên đời, tức là Ngài Thanh Sĩ đem lời thầy tổ ra đi khuyên đời. Đi nghe thì phải nhớ lời để về giữ vững cuộc đời thanh cao. Hết tiền không dám lên. Như vậy là vinh diệu lắm, ngày mai vinh diệu lắm. Thầy nói sao? Thầy nói là ngũ lưng diễn lữ cơ hàng, đến chừng quy phục hớn đàn mới yên. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tổng mai liễu trúc hữu duyên khoe màu, ngũ dân năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng mà lao sao vui mừng. Giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ mà vui mừng cha con. Cái lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Nên như vậy thì ngày sau đó quý vị là Phật tiên đó, trở về đây quý vị mà thấy cái sự hào quang của các chư Phật rồi đó, mười phương trở về đây, Đức Phật A Di Đà cũng đến đây luôn. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên, ngon lành không? Ngồi tòa Kim Liên cõi ấy không não phiền chi cả, tuổi sống lâu vô số vô biên, chứ không phải sống có mấy chục tuổi mà chết rồi. Muốn chi thì được có liền thân, người nào cũng bằng sen quá thành. Thì bây giờ như vậy là cái cõi ấy chúng ta nên cố gắng trở về đó mà Đức Thầy của chúng ta đã chỉ dạy. Khi đó mà chúng ta được hành làm đúng theo lời Đức Thầy thì Thầy rước chúng ta để được trở về cái cảnh thượng quan, cái hội Long Hoa, cái ngày hội Long Hoa đó, cái ngày đó đó hen là rất là tuyệt vời, mà chúng ta ngồi niệm Phật cố gắng thanh tịnh. Đó, Phật mình Phật ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật chân chân, hai đàng hòa một tinh thần, tức mình với Phật được gần nhau luôn. Nó bị ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lòng nghĩ nơi đâu, dầu cho ngồi đến bao lâu cũng không thể thấy Phật đầu hào quang. Rồi Ngài mới nói thêm, Ngài nói là muốn thấy được mình vàng hực hở, khi tham thiền đừng có phóng tâm, trong lòng càng lặng càng thâm, mình vàng càng thấy lần lần hiện ra. Rồi các ma nghiệp gian xa bốn thế, các nhiệm ô sạch sẽ trong lòng, bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến thì từ lòng tự do, cõi tiên cõi Phật gì muốn gì đó chúng ta sẽ đến liền. Là Phật tử tinh tinh giải thoát,
giải thoát ngay trong lúc sanh tiền nè. Lúc này là muốn giải thoát chúng ta lúc sanh tiền, khứ lai đều được tự nhiên ở trần như đã ngồi trên niết bàn. Là Phật tử cho ăn chí nguyện, chí nguyện tất nhiên là toàn thiện đường tu, sát phàm mà chẳng phạm phu, Tây phương ký hiệu Diêm Phù Rốt tên Đức Phật A Di Đà ký hiệu rồi mình đó là không còn gì nữa, chẳng khỏe nè. Từ ở cõi ta bà thì cũng được khỏe về cực lạc luôn, rất ngon lành. Kính thưa quý vị, nên trên phương diện đó chúng ta biết rằng những lời chỉ dạy sâu màu của Phật và Bồ Tát chỉ lại đây là hết, không có nói gì hết trơn cho mà chúng sanh, để chúng sanh biết được rồi để giác ngộ tu hành. Những sự biến chuyển thay đổi của cảnh hạ quân này nó rất nhanh chóng lắm, rất là nhanh chóng, rất là mau lẹ đối với chúng sanh. Tại nghiệp quả của chúng sanh đã kề một bên rồi, nên Đức Thầy cho biết là môn năm trời định khắc kỳ. Một khắc kỳ tức là hai tiếng đồng hồ, một khắc là hai tiếng. Ngạc ông thất thủ hạ bị khó tôn. Đó nên Ngài Bồ Tát Ngài cho mới biết một đoạn này nè. Nếu trễ ác tam thành tất cả cơ biến thiên đã có định rồi, chỉ trong một phút, một hồi năm châu nhân loại đứng ngồi không yên. Ráng niệm Phật, ráng hiền tâm tánh. Ngài hai thời cứ kính bốn phương, đến chừng có đại hòa ương sẽ nhờ từ lực hộ đường thiết tha. Việc sắp cuối ngâm nga sao kịp, phải nhất tâm thi thiết liền thi, một lòng nói chí từ bi xô đùa tất cả những gì bất lương. Những gì bất lương là danh lợi sắc tài quý vị phú quý, chúng ta xô đổ bỏ hết, không để cho nó dựa vào thân tâm. Chúng ta cố gắng niệm Phật. Thời kỳ này là thời kỳ cái mãn pháp, là mời thời kỳ cuối cùng để chúng ta niệm Phật, để đạt được một cái lý cao siêu, tâm của chúng ta mới ổn được. Nếu chúng ta không niệm Phật, không cúng lại thì tâm của chúng ta không ổn, tâm của chúng ta bị động hoài, thì động hoài do nó cái cảnh vật ở ngoài. Cảnh vật ở ngoài nó bao phủ tất cả, rồi chúng ta thấy đó mà chúng ta chạy theo, làm cho thân xác của chúng ta phải chịu đau khổ, đau khổ vô cùng quý vị. Nên trong thời kỳ này là thời kỳ cuối cùng, được các ngài ân xá cho chúng ta được trở về, được trở về thân xác của chúng ta, quý vị. Mình thấy là thân vô thường, nó cái tân hôi tanh, thân xác của chúng ta rất là dơ bẩn, quý vị có xác định được không? Đó mà Đức Thầy cho biết là thân hôi tanh, mũi ruồi đốn rước, thêm nhọt u mà ghẻ lát không cùi, đâu lúc nào toàn diện yên vui là kiếp trượt. Ta xin kể trước. Là kiếp trượt tức là cái kiếp xấu xa vô cùng dơ bẩn. Nên Đức Thầy đã xác định cho chúng ta là cái kiếp trượt dơ bẩn. Khi ăn ra rồi, quý vị mà ăn mà những cái món chi đi nữa, rồi thân tâm của chúng ta, rồi cái gì mình thấy rằng những cái lỗ chân lông mà nó tiết ra rồi đó, thì nó làm nó là sự hôi tanh cái thân thể của chúng ta. Một ngày quý vị không tắm đen, quý vị thấy có sự hôi thối cỡ nào. Còn mà sáng mà chúng ta để đi cầu vào đó, quý vị thấy nó hôi dơ bẩn vô cùng. Nó còn Ngài Bồ Tát cho biết là mang xác thối không làm thẹn tuổi, còn đem tâm đắm đuối say xưa, không lo hành đạo sớm chưa, đổi thân sen báo mà thơm tho lâu dài. Chúng ta cũng lại niệm Phật ăn chay rồi đó, từ thân này chúng ta đổi thân sen báo, quý giá lắm quý vị. Trong thời kỳ xã tội này, trong thời kỳ xã tội này còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ, gặp dẫn giảng kinh trần cứ lầm ngơ, trồng bóng kiện giống chi hưởng. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Quý vị mình thấy rằng đó là cái sự khổ của mình. Tâm vô thường của chúng ta, tâm dơ bẩn của chúng ta, nó đau khổ lắm. Nên Ngài cho biết là khuyên ai trong cõi nơi hà, hãy nên tỉnh thức mới là tồn sanh. Xác phàm quá đổi hôi tanh, khác nào cầu xí mà cạnh tranh làm gì. Cái thân của chúng ta mang cái bọc mà mang cái thân này đi đấy, cũng như nó có cái bọc mà nó bao phủ, nó mất đi cái sự hôi thối thôi. Chứ còn nếu mà khi mà quý vị mà banh xẻ nó ra rồi thì chúng ta không có chịu nổi đâu,
không có chịu nổi đâu. Sắc phàm quá đổi hoa tanh khác nào cầu xí cạnh tranh làm gì. Ngoài ra nhiều cõi tú kỳ, chuyện vui khó kể, sống thì vĩnh miên. Nhà tiên rồi lại cơm tiên, áo quần đều thải cơ quyền giúp cho. Đủ thần thông khó thông tho, khắp nơi ai cũng kính lo người hiền. Đời nay như giấc mộng tàn, cạnh tranh đi chi nữa mà thế gian làm gì. Lúc này chúng ta không lo, cố gắng để lo hành đạo, để chúng ta làm lành là niệm Phật, thì để mà cạnh tranh thế gian thì cuối cùng chết rồi. Đức Thầy cho biết là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hậu non. Chỉ có tội phước khởi con, đến nơi thẩm phán mà cửa sông diêm đài. Phước nhiều thì tiến cảnh lên rài, tội nhiều thì xa đọa nhiều rài thẩm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp. Có bề tỉnh con lúc đó ăn năn thì đã muộn rồi, không còn nữa, không còn mà chúng ta để thức tỉnh. Cũng như bà Thanh Đề, bà xuống phía địa ngục, bà thấy những cái cảnh khổ rồi bà nói bà xin cho trở lên làm người. Cái kiếp nó đã qua rồi, đâu còn trở lại được gì. Khi qua rồi không còn trở lại. Đó. Ngày tháng trôi đi thì không bao giờ ngày tháng nó trở lại được. Nó đã qua rồi thì hết một ngày thì khổ một ngày. Nó nhưng cảnh khổ của gì mình thấy ngài cho biết đó. Cuộc xảy đến cực kỳ khốc liệt, cực kỳ khốc liệt. Chúng sanh cần trưởng phước cho cao. Con ơi, nếu chẳng ba đào thiền từ, đâu nhọc nhọc không đâu vào biển mê. Nà, như vậy thì quý vị mình thấy là cái cuộc xảy đến cực kỳ khốc liệt. Những cái cảnh đến đó rồi sao chúng ta chịu nổi quý vị? Đó, Đức Thầy cho biết là sao? Đức Thầy cho biết là sao? Là sấm giang thì lộ bản vàng. Khi mà sấm là tức là tiếng nổ, cái núi này mà nó nổ ra rồi thì lộ bản vàng. Tất nhiên ở trong ruột năm non có các đài. Khi lộ bản vàng ra rồi thì lúc đó đó, rồi thế giới nó mới đến đó, khắp tràng ta thi, tức là nó đến nó tranh giành, đến nó lấy vàng lưu ly pha lê. Mà thầy nói là sao? Ô kim vàng ấy ngàn cân, dương gian muốn đổi mà lập thân cho tròn. Nó trong ruột mà khi mà bực ra nổ ra rồi nó tràn vô thế giới nó mới tràn vô mới tranh giành. Lúc đó mới là nơi phía trước mới treo leo tiếng khóc, mà đứng hao sau lưng hình dốc dãy chân. Còn nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thấy sự lễ lừng nặng tay. Lúc đó quý vị đại tâm tay rồi còn tu luôn, không còn tu được đâu. Nhưng vậy thì bây giờ cái tiểu tâm tay nó xảy ra rất nhiều rồi, để cho chúng ta thấy được, để giác ngộ được, để tu hành. Đó cũng như Ngài Bồ Tát cho biết một đoạn này nè, Thánh Sĩ cho biết đó, là còn nhiều cuộc đất cồn chìm sụp, kế lâm hồn đạo trúc đổ tan, lửa từ dưới biển cháy lan, lại thêm lửa núi khổ nàng, nào yên. Lửa núi tức là núi gì? Núi lửa. Phun không biết quý vị ta đã thấy mấy năm rồi, năm nay mấy năm rồi đó, đều phun ra quý vị không? Bệnh ẩu tả xa cần lúc lạc, tức bệnh ẩu tả tức là bệnh dịch quý vị không theo? Bệnh trái ban hành phạt đó đây, sắp nó tới, những cái bệnh tới nữa quý vị thấy, thế giới đang chuẩn bị bệnh tới. Tai nạn khắp cả Đông Tây, tức là toàn cả thế giới này. Đông Tây tức là toàn cả thế giới này. Như vậy thì tai nạn khắp cả Đông Tây, đó là định mạng nhân loài từ lâu. Định mạng mà khi đã đức Ngọc Đế ngày đã định cái số rồi, không bao giờ sai chạy. Cuộc biến chuyển thảm sầu lắm chuyện, cuộc điêu tàn biến chuyển nhiều điều. Người đời giác ngộ bấy nhiêu làm đau số cảnh bọt bèo thế gian. Tức là cái người mà thông minh văn hóa, khổ sở văn minh thăng hóa chừng nào mới khổ, nó nhiều hơn. Cũng như Ngài chặn trình nói một đoạn này nè: văn minh cơ khí đủ điều, cộp đồng gấu sắc mà phi phiêu phi tình. Cộp đồng tức là xe tăng, gấu sắc tức là tên lửa, phi phiêu tức là bay đi nơi này sang nơi đó, phi phiêu phi tình. Thông lưng quả gián lâu quanh quanh, kết phe lập đảng tranh giành thế ni. Bây giờ nó phe phái hết trơn, còn cả thế giới nó có phe hết trơn. Quý vị nhìn thế giới, thầy nói là quý vị nhìn thế giới thầy biết. Thông lưng quả gián lâu quanh, kết phe lập đảng tranh giành thế ni. Năm châu nổi sống một khi, chuồng bay khói tỏ mà tử thiên như bèo.
chuồng bay tức là máy bay bay nó vừa nó tên lửa nó bắn gì thấy thảm thảm thương. Bây giờ đã biến chuyển rồi đó, biến chuyển rồi đó. Cái thế chiến lần thứ nhất của Diệp biết vào năm nào không? Năm 14 đến 18. Thế chiến thứ hai năm 40 cho đến 45. Bây giờ nó thời gian gì rồi? Thế chiến thứ ba đâu có gì mà thấy thằng Liên Xô ngài, các ngài cho biết đó là một đoạn này đó là Nga xích đao binh gây đại chiến. Thì bắt đầu tiến lên cái gì nó sẽ lần lượt lên thảm khổ đến là thuốc đau đối đau không thuốc mà. Rồi ngặt nổi khăn dầu e hết điện sẽ lần lần đi lượt đi sẽ đến với tất cả chúng sanh. Tại vì những cái nghiệp quả của chúng sanh đã tạo thì cái nghiệp nó sẽ đến với chúng sanh, cái cảnh nó sẽ đến với chúng sanh như vậy để chúng sanh thấy được cái cảnh khổ, để nói rằng là không khổ. Rồi nó là mịt mù, ngài các ngài nói là mịt mù đông bắc năm tay nổ tan một tiếng mà điếc tai chắc đầu. Rồi đến đây mới biết Phật là màu, lúc đó mới biết Phật là màu nhiệm. Đường đi đến đó thao cũng gần, chỉ còn sao chót quả tầng là nơi đẫm máu muôn phần để thôi. Trải qua rồi mới yên ngồi người người khỏi diệt nổi trôi u sầu. À, còn khi nổi giặc điên đầu, Phật trời đã sẵn phép thâu người hiền. Phật trời lúc nào cũng sẵn lo cho người hiền. Có đài bắt quái ở yên nè, có thiền bắt nhã mà trở chuyên người lành. À, như vậy thì sau khi nó nổ ra rồi thì tất nhiên có cái tị quả thần lung. Cái tị quả thần lung tức là lòng thét ra lửa. Toàn cả năm châu thế giới này trở về, nhưng mà không phải toàn cả năm châu thế giới này, mà còn toàn cõi ta bà này trở về cái tị quả thần lung. Cái tị quả thần lung này nếu 1.000 người thì nó bằng 1.000 người, mà 1 tỷ người bằng 1 tỷ người, mà muôn tỷ người thì lớn muôn tỷ người. Đó là cõi trời của đời thượng quân. Mà Đức Thầy cho biết là dùng pháp màu lập lại thượng quân diệt thiên cơ khùng tỏ hạt trơn. Đó những việc mà chúng ta chỉ cố gắng lo tu hành. Rồi đó những việc gì chờ Phật đã sắp đặt hết rồi. Bây giờ Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta là làm những việc này nè. Ngài chỉ dạy sao? Ngài chỉ dạy là cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bất tội căn mắc kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết luân trời thượng Phật cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu kiến diện bậc chân sư tu hành bảo đắc quả. Hoặc là làm nhân ái ác tiêu bệnh tật dạy hái mau tầm đạo Thích Ca. Như vậy thì bây giờ làm nhân ái ác tiêu bệnh tật, mình dơ thì lấy nước rửa, tội thì lấy phước trừ. Còn cái thứ ba nữa Đức Thầy cho biết đó là sao? Niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp thiền từ thầy rước lại nó còn. Đó. Còn cái thứ tư đó, muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, một liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi. Như vậy chúng ta cố gắng làm này được đó, thì Đức Thầy cho biết là tội tiêu phước hưởng trường tồn không còn mắc nẻo giải khôn lớn. Đứng hồi. Nên như vậy thì chúng ta cố gắng làm, chúng ta mới được sống với đời thượng quân thánh đức, rồi trở lại được vãng sanh được cực lạc. Kính thưa toàn thể quý vị, thì sáng nay chúng ta cũng có đôi điều, cũng còn rất nhiều những ý nghĩa sâu xa. Thôi để tiếp tục cái thời gian sau, hoặc là tối nay hoặc là ngày mai chúng tôi sẽ trình bày thêm. Chứ thật ra thì quý vị mình thấy rằng khi nghe đạo lý, người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhấn chề, nói lão kiếm cơm. Mà Đức Thầy còn nói Đức Thầy là Phật rồi mà còn chê Thầy, đừng hốn. Hốn chi chúng tôi là đệ tử muôn ngàn của Đức Thầy. Phải không? Cái tâm của mình nó không có dựng chừng, không có dựng được một chỗ. Ngồi đây chứ nhiều khi mình nhớ cái việc gì ở phía dưới cái mình đi, hoặc nhớ cái việc này việc nọ cái mình bỏ lãng bỏ quên. Niệm Phật thì nói thật ra niệm Phật là thấy mừng vậy, nhưng mà tâm có thành tâm niệm Phật không? Nó khó lắm. Nó khó lắm. Nên cái tâm mình nó biến chuyển hoài. Nó chạy theo bây giờ không biết cơm chín chưa? Rồi bữa nay đi đâu? Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết bữa nay đi đâu làm cái gì? Rồi chừng nào mới về tổ đình? Tâm nó chuyển động. Ý là lên trên này đó là nơi đất tổ rồi mà còn gì? Thì sau này gặp Thầy trở về mà tâm còn phóng vậy đó. Dầu ngồi nơi chân Phật, Phật công cứu đời. Phật là công chánh tuyệt vời. Đâu như kẻ thế mà chịu lời bỡ bưng. Không có đâu. Tâm mình mà còn như vậy thì ngày đó là mình nên phải chịu đau khổ đi. Bây giờ mình ngồi tại đây nè. Mà cái tâm của mình nó ở phía dưới không à.
mà tâm mình nhớ cái này cái nọ, đi cái hồi đi hồi thế đi như vậy, tuy rằng đó là tu tướng không chứ chưa có tu tâm được. Chúng ta thật ra tu tướng nhiều hơn tu tâm. Đạo pháp thì nghe cúng lại thì cúng lại, mà niệm Phật thì niệm Phật, nhưng mà niệm Phật không thành tâm, cúng lại cũng cúng mà không thành tâm. Làm lành cũng là chấp cái chỗ làm lành của ta, có ta làm gì đó, thì nó không có thật tâm được, thì phước đức nó không có. Nó nghiệp quả đến với chúng ta, tại sao tôi làm gì mà nghiệp quả đến với tôi hoài? Tại vì chúng ta chưa có thành thật, chưa có thành thật. Bây giờ mình là kính cha mẹ, mình phải tôn kính cha mẹ. Mình kêu là bời bời gì đó chị mình kêu thôi. Chừng nào mà thành tâm kêu nó ba ơi, giúp con cái việc này là cứu con việc này, thì mình thành tâm đi. Nó, nhưng mà vậy là mình thành tâm thì tất nhiên là có cha mẹ mình cứu mình, giúp mình, rồi giúp cho mình. Cha mình giàu sang phú quý, mình muốn làm việc gì thì cha mẹ mình lo cho mình cái đó. Còn nếu mà mình không thành tâm rồi, mình chỉ nói lớt lớt thôi, rồi bắt đầu bỏ qua đi, rồi cha mình cũng không để ý nữa, rồi mình cũng không để ý tới nữa, thì cái việc đó nó đã qua hết, thì không có được gì hết tất cả. Cũng như chúng ta có bao nhiêu đó hả? Cái thân này quý vị lo cái thân này không? Nhưng mà không lo cái hồn. Không lo cái hồn của mình. Đó. Bây giờ thấy là cuộc thế này đó là nó giàu sang phú quý, rồi là tưởng rằng theo cái cảnh này là sống muôn đời, ai đâu tâm được chối ngời, để giờ chờ có việc mà cứu đời qua chuông. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm của mình nó hay biến chuyển nơi này nơi nọ nữa kia. Thôi tôi cũng chia sẻ đôi điều với quý vị. Đến đây cũng chúc quý vị trong buổi sáng nay được an lạc, và chúng ta tiến lên cái con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp, để sau này chúng ta không tiếc uổng là khi Thầy về chúng ta đã làm bổn phận lo tròn mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì ngày đó cái vinh diệu rồi, ngày đó Thầy chúng ta sẽ ban thưởng chúng ta. Xin chúc quý vị trên đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp. Chúng tôi xin có đôi điều cùng chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.